Cao Chí Minh xin chào tất cả các bạn. Video hôm trước tôi hướng dẫn cái song mèo chín lỗ như thế này. Tôi cũng đã tả rõ rất rõ chi tiết các nốt rồi. Tuy nhiên là một số bạn cũng có phản ánh là do cái cây này nó có quá nhiều nốt, quá nhiều lỗ và các lỗ của nó thì lại không thẳng hàng. Cho nên là rất khó để nhớ được vị trí của các nốt. Thì hôm nay tôi sẽ nhắc lại một lần nữa và tôi sẽ dùng cái bút để tôi viết viết rõ nốt lên cho các bạn dễ nhớ hơn. Thì đầu tiên là chúng ta cứ nhớ là về cách cầm thì là tay trái là bấm 5 lỗ. Tay trái này bấm 5 lỗ. Đây, 1 2 3 4 5. Tay trái 5 lỗ, tay phải là 4 lỗ. Đây 4 lỗ đây. Về các nốt thì chúng ta nhớ là khi mà bịt hết thế này đấy. Bịt hết thì cái lỗ ở dưới này nó mới kêu. Bịt rồi thì các lỗ đây nó có kêu được đâu. Nó không kêu được. Bởi vì khi bịt thì nó giống như khi chúng ta chưa khoét cái gì cả. Nó chỉ có mỗi cái lỗ ở dưới này. Thì lỗ này là một lỗ phát ra nốt. Nốt gì? Tức là nếu như chúng ta thổi rất nhẹ, cực kỳ nhẹ thì nó ra là sòn trầm. Thì tôi ghi là nốt này nó sòn. Nốt sòn. Nhưng khi chúng ta thổi mạnh, chúng ta thổi mạnh vẫn là bịt hết, thì thổi mạnh cái nốt này, nốt này là nốt si giãn. Đấy, si giãn. Nốt tiếp theo đây là nốt đô. Nốt này là nốt đô. Nốt đô. Tiếp theo ở đây là dê. Tiếp theo là mi giáng. Mi giáng, tất nhiên là mi giáng này là phải bấm chặn ở đấy. Các bạn xem lại clip trước. Tiếp theo là pha. Tiếp theo nữa là son. Son đây, cái nốt này chính là nốt son này. Đó. Tiếp theo ở đây là si giáng. Đấy, si giáng là quãng cao nhé, nó khác với si giáng trầm ở đây. Si giáng. Tiếp theo đố. Đố. Tiếp theo là dế. Tiếp theo cái lỗ ở bên đây, bên cạnh đây là mi giáng. Được chưa? Tôi quay lại một lần nữa cho các bạn nhìn nhé. Đây tổng thể cây sáo đây. Tổng thể nó đúng như thế này. Nó cũng khá nhiều lỗ. Nó tính ra cả cái lỗ định âm này nó là 10 lỗ. Và nó không thẳng hàng. Cho nên nó cũng khó nhớ thật. Thì đây. Thấp nhất ở đây là nốt sòn trầm và si giáng trầm. Nếu chúng ta bịt hết thổi nhẹ, thật nhẹ thì là sòn trầm, còn thổi mạnh lên thì là si giáng trầm. Tiếp theo cái lỗ này. Lỗ này là đò. Tiếp theo là dê. Tiếp theo là mi giáng. Tiếp theo ở đây là pha. Ừ. Hơi loa đèn. Khổ quay thì tối nó hơi bất tiện này cho đấy. Đây. Sòn trầm si giáng đây, đò đây. Dê đây, mi giáng đây, pha đây. Ngón út là son đây. Tiếp theo si giáng. Tiếp theo là đố. Tiếp theo dế. Và ngón cái ở đây là mi giáng. Đây tôi cầm đúng như này luôn. Đấy, bây giờ cho các bạn xem cận cảnh tay tôi cầm nhé. Nói. Đấy, chính là nó là lỗ định âm. Là sòn trầm ở đây. Sòn trầm ở dưới cùng đây. Xe đây. Sòn trầm ở đây nhé. Tiếp theo là đồ. Tiếp theo là dê.
tiếp theo. Mì dáng. Mì dáng đây. Tiếp theo là pha. Tiếp theo là son. Đó. Tiếp theo nữa. Xì dáng. Lỗ la thì bấm chặn hai cái này vào. Đây. Ở đây là vẫn là xì dáng nhé. Tiếp theo. Đố. Dế. Mà ở đây nữa là mí dáng. Đó. Các bạn tự nhìn ở đây, các bạn viết lên lên cái lỗ cây sáo của mình là các bạn sẽ nhớ ngay. Chỉ một vài lần này các bạn thuộc hết đấy mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.